Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học khoa thiền xá lợi thứ 56. Vipassana xá lợi 56. Vipassana bữa nay chúng ta học là năm truyền cái. Thứ nhất á, là mình học về khái niệm. Chữ truyền cái là chữ Hán. Chữ truyền cái có nghĩa là chữ che, chữ cái truyền cái á. Truyền cái là cái màn che chắn. Ví dụ như á, chúng ta có cái ống dòm đây nè ha. Ống dòm chúng ta dòm, thì đây chúng ta thả một tấm vải, chúng ta che. Như vậy cái tấm vải này nó là cái truyền cái của cái ống dòm. Như vậy á, thì cái gì mà có sự ngăn che thì đó, cái đó nó sẽ ngăn cản mình lại. Ví dụ như á, con mắt mình á, ở đây á, chúng ta có con mắt. Mình nhìn ở phía trước, các cái vật ở phía trước này. Như vậy thì mắt mình nhìn vật ở phía trước, nhưng mà nếu mà có cái gì ngăn che, cái tấm lưới hay là cái tấm vải hay là khói hay là xương ngăn che lại, thì chúng ta nhìn cái vật này nó không rõ, hoặc là chúng ta nhìn sai, hoặc là không rõ, hoặc giả là chúng ta không thấy luôn, không thấy luôn. Do đó mà với con người á quý vị, cái nhìn là cái quan trọng. Ta nói là cái nhìn là cái quan trọng. Nhưng mà ở trong tâm của mình cũng có cái nhìn của tâm. Còn cái nhìn đây ta nói bằng mà cái nhìn của mắt á. Còn ở trong tâm mình là cái nhìn của tâm. Cái nhìn của tâm tức là cái độ thấy biết của tâm. Độ thấy biết của tâm. Cái thấy á, thì tiếng Hán á, gọi là chữ kiến. Cái biết á, là giải. Cho nên á, chúng ta dùng từ kiến giải, có nghĩa là chúng ta thấy biết về một vấn đề. Tức là mình hiểu rõ. Hiểu rõ một vấn đề. Hiểu một vấn đề. Thì đó gọi là kiến giải. Như vậy á, thì một cái vấn đề nó có hiện diện mà mình nhìn thấy, và nó có hiện diện mình nhìn thấy rõ, hoặc là mình nhìn thấy mờ, hoặc là mình nhìn thấy không rõ. Như vậy á, thì tại sao có mà không thấy? Tại sao có mà không thấy? Tại sao thấy mà không rõ? Thấy mà không rõ. Nó có hai cái nha. Tại sao á có mà không thấy? Tại sao á, thấy mà không rõ? Còn cái thứ ba nữa, thấy mà không biết, nên nhận xét sai. Nó có ba cái thấy biết của cái tâm của mình. Thứ nhất á, có mà không thấy là số 1. Thứ hai, thấy mà không rõ là số 2. Thứ ba, thấy mà không biết là số 3. Như vậy á, thì tại sao á, có mà không thấy? Tại vì nó che mờ hết trơn rồi, đâu có thấy được nữa đâu. Bây giờ ví dụ nè, ở trong cái học bàn này có chứa vàng trống á, nhưng mà ở trên này mình nhìn xuống có thấy không? Nó có không? Có mà đâu có thấy. Vậy thì cái mặt bàn này nó che vàng mất rồi, mình không thấy nữa. Như vậy thì do cái mặt bàn này che mà mình không thấy vàng ở dưới mặt bàn này. Như vậy á, thì gọi á, là có mà không thấy. Bây giờ á, thấy mà không rõ. Bây giờ ví dụ như cái trong màn đêm, ánh sáng nó mờ mờ, chúng ta thấy không? Thấy.
Nhưng mà có rõ ai không? Thấy biết cái gì không? Thấy cái bóng xẹt đó, con mèo chạy hoặc là con chó, hay là một ánh sáng đèn pin ta giật qua, hoặc là một người mặc áo trắng đi qua. Chúng ta thấy nhưng mà đâu có rõ đâu. Như vậy thì bị cái gì? Bị màn đêm nó che, đúng chưa? Còn cái thứ ba nữa, thấy mà không biết, tức là thấy rõ mà không biết, thấy rõ ràng luôn mà không biết nó là gì hết trơn á. Hoặc là thấy như thế này mà mình biết như thế kia. À, như vậy thì cái sự nhận biết của chúng sanh á là nó bị ba cái này nè làm cho chúng ta không thấy biết rõ ràng một pháp đang hiện diện. Chính ba cái này nó sẽ làm cho ta không thấy biết, không thấy biết rõ ràng pháp đang hiện diện. Thì những cái mà nó ngăn cản ngăn che này ta gọi đó là triền cái. Triền cái. Như vậy cái có mà mình không thấy thì trong nhà Phật á gọi là vô minh. Trong nhà Phật á gọi là vô minh. Còn có như thế này mà mình thấy như thế khác thì trong nhà Phật gọi là tà kiến. Có như thế này mà mình nhận xét như thế khác gọi là nhìn gà quá quất. Ví dụ thế gian này á mình mê lắm, mỗi khi có cái nguy cơ gì rời bỏ thế gian là mình sợ tái lét xanh mặt. Là tại sao? Tại vì mình thấy thế gian này nó vui, nó tốt, nó đẹp. Nhưng mà thật sự Đức Phật dạy thế gian này là vô thường, là khổ, mà mình lại thấy tốt đẹp vì nó có như thế này mà mình nhìn chất quốc như thế kia là mình đang bị tà kiến á. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là chúng ta hiểu một cái vấn đề, cái sự thật nó như thế này nhưng mà mình biết như thế khác, đó là tà kiến. Nên chúng ta phủ một lớp tà kiến dày đặc luôn xung quanh mình, nên mình không có đi đến giải thoát giác ngộ được là chỗ đó. Như vậy thì có mà không thấy là vô minh, thấy sai sự thật nó là tà kiến. Vì nguyên nhân nó do đâu? Nguyên nhân do những cái triền cái này nó che mờ tâm, để nó tạo nên thành cái lớp si mê. Nó tạo thành cái lớp si mê. Si mê giống như là cái bóng đen ở trong đêm, mình không nhìn thấy rõ các vật thì đó là cái bóng đen ở trong tâm của mình, đó gọi là si mê. Thì cái gì để làm nên cái bóng đen này? Đó là những cái triền cái và phiền não. Có hai thứ. Dĩ nhiên triền cái là phiền não rồi, nhưng mà triền cái thì nó có chức năng khác. Triền cái và phiền não. Như vậy thì bản thân của triền cái là phiền não, nhưng mà triền cái thì là cái nó che mờ cái tâm mình á nhiều nhất. Do đó một người mà được an vui hạnh phúc á quý vị, là người nhìn rõ, thấy các pháp đang hiện diện và biết rõ ràng về nó, thì người đó hạnh phúc nhất. Còn người mà pháp hiện diện mà không thấy không biết, vô minh, hoặc thấy biết sai, là người đó rất là đau khổ. Cho nên á, người ta đi tìm hạnh phúc, không có cái hạnh phúc để tìm. Nó không có cái đối tượng gì là hạnh phúc hết á. Nên mình bị tà kiến, mình mê lầm. Cái người đi tìm hạnh phúc là tà kiến đó, so với nhà Phật gọi là tà kiến đó. Nó không có cái hạnh phúc để tìm. Ví dụ như người ta nói là mình rất là nhiều vàng là hạnh phúc, ta đi đào vàng, tới chừng họ có đống vàng họ không cảm thấy hạnh phúc. Người ta cô đơn, bị FA, ngôn ngữ Facebook á, FA là cô đơn á. Thì cái người mà cô đơn á, họ đi tìm cái người bạn, hoặc đi tìm bồ, đi tìm người yêu,
để họ có hạnh phúc. Nhưng mà khi họ có bạn, có bồ, có người yêu rồi, họ thấy đau khổ nhiều hơn. Nó lạ vậy đó. Ví dụ như họ không có chức quyền, họ tính đâu á, làm vua ra lệnh cho người ta là hạnh phúc lắm. Ăn cả trăm món, muốn gì có nấy là hạnh phúc đâu lắm. Nhưng mà tới chừng ổng lên làm vua rồi, ổng thấy rất khổ. Tối ngày lo phê tấu chương không à. Rồi vợ lớn vợ nhỏ giành ngôi vị giết hại lẫn nhau. Con tranh giành ngôi vị giết hại lẫn nhau. Rồi đi đâu không dám đi, sợ người ta ám sát. Mỗi lần làm dân á thì đi tắm biển thoải mái, giờ đi tắm biển không dám tắm. Vì sao thấy không? Nó được cái này nó mất cái khác, thế gian vậy đó. Được này mất cái khác nên người ta đi tìm cái hạnh phúc, người ta đi tìm hoài không thấy. Không bao giờ có. Hạnh phúc nằm ở chỗ nào? Hạnh phúc là nằm ở chỗ hết vô minh. Nên hạnh phúc nó không có ở nơi chốn và không có trong đối tượng. Cái hạnh phúc á, quý vị nhớ một điều là nó không có ở nơi chốn và không có ở đối tượng. Hạnh phúc, an lạc, nó không có ở nơi chốn và nó không có ở đối tượng. Nơi chốn là gì? Ví dụ như á, người ta tính đâu á là trong chùa hạnh phúc lắm, người ta vô chùa. Tính đâu trong rừng hạnh phúc lắm, người ta vô rừng. Tính đâu bên Mỹ là hạnh phúc lắm, người ta đi qua Mỹ. Nhưng cuối cùng người ta ra qua Mỹ ở bên đó, người ta vẫn đau khổ. Thầy qua bển nè, nhiều người lắm không quý vị, họ than dữ lắm, họ than khổ. Rồi ở trong chùa, có nhiều người đã trời tính đâu ở trong chùa ngon, đi vô đây rồi phiền não chết luôn. Có nhiều người á, nói là trong rừng an vui hạnh phúc vắng vẻ, đi vô đó thời gian thấy nó cô đơn cô độc, không có đồ ăn rồi không có nước uống, rồi mình sống mình, rồi đâm ra sợ. Sợ bệnh hoạn không ai lo, già cả lụm cụm ai xách nước, ai nấu cơm cho đó. Sợ từ từ sợ, còn trẻ không sợ, lớn lên sợ. Như vậy cái nơi chốn không làm cho mình hạnh phúc an lạc. Rồi bây giờ á, cái đối tượng là mình tìm ai, tìm cái gì đó làm cho mình hạnh phúc an lạc. Nhưng có ai rồi, có cái gì đó rồi cũng không hạnh phúc an lạc luôn. Tại vì hạnh phúc an lạc nó không nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ á là không có còn vô minh. Nên mới được hạnh phúc an lạc thật sự. Còn cái mình đi tìm á là hạnh phúc an lạc tạm bợ. Nhớ mình có cái này là tạm bợ thôi. Ví dụ mình sống đây khổ quá, mình đi xuất khẩu lao động, đi qua bên Tây thì cũng được hạnh phúc một thời gian. Có đó, nó thay đổi môi trường mình thấy hạnh phúc thời gian, nhưng cuối cùng á là nó không, nó cũng đau khổ tiếp. Nó gặp cái này cái kia đau khổ tiếp. Mình kiếm cái đối tượng, nhằm khi mình gặp một người bạn mình rất thích, cũng ở thời gian rồi có chuyện cử lộn mà hết thích. Như vậy thì cái hạnh phúc này là hạnh phúc tạm bợ. Như vậy cái mà người ta đi tìm ở trong cuộc đời này, người ta phấn đấu á, người ta đi tìm á, thì cũng có vui mấy bữa Nên người ta gọi là vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tu mạch sầu. Như vậy thì cái người mà trí giả, người có trí đó, họ không có bỏ hết công sức, tiền bạc, thời gian, tuổi trẻ để họ tìm cái hạnh phúc tạm bợ này nữa, mà bắt đầu họ đi tìm một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc vĩnh hằng. Hạnh phúc vĩnh hằng gọi là hạnh phúc mãi mãi á, tiếng Anh gọi là forever. Là hạnh phúc mãi mãi. Họ đi tìm cái hạnh phúc mãi mãi. Cái hạnh phúc mãi mãi đó là Đức Phật dạy đó. Đức Phật dạy ta đi tìm cái hạnh phúc mãi mãi, sự an lạc mãi mãi, bình yên mãi mãi, là chính ở chỗ, ở trong tâm mình không còn vô minh, trí tuệ phát sanh. Như vậy thì Đức Phật Ngài là đấng toàn tri,
Ngài mới nhìn Phật nhãn của Ngài, Ngài nhìn thấy được rằng một trong những cái nó che mờ làm chúng ta không phát huy được trí tuệ, đó là triền cái. Này nó lớn nhất, nên người ta tu, người ta tập trung, người ta đập cái triền cái. À, ta đoạn diệt cái triền cái, ta tìm nguyên nhân của triền cái và ta đập đi cái triền cái. À, người nào mà đoạn diệt được triền cái, người nào mà đập được triền cái, người đó sẽ có hạnh phúc. Đập được miếng sẽ có hạnh phúc miếng, đập được hai miếng có hạnh phúc hai miếng, đập ba miếng có hạnh phúc ba miếng. Như vậy á, chúng ta đi qua cái phần thứ hai là nội dung. Triền cái thì có nhiều lắm, nhưng mà năm cái triền cái lớn đập, năm cái ông lớn này thì mấy cái ông nhỏ ông tiêu tan theo. À, cái triền cái á có năm cái loại, chúng ta học từ loại. À, đó là triền cái tham dục, triền cái sân nhuế, triền cái nghi, triền cái hôn trầm thủy miên, triền cái trạo hối. Như vậy á là cái hai á là nội dung, 2.1 á là tham dục. Đây là một cái loại triền cái ở trong tâm. Tham dục, tham nghĩa là gì? Gom vô là tham. Dục là gì? Khát khao thỏa mãn. Tham á là gom. À, dục là khát khao. À, thỏa mãn. Khát khao thỏa mãn cái gì? Cảm thọ lạc. Cảm thọ lạc nó là sướng. À, người đời sướng, đã, phê, thích, mến, ưa, chuộng. Nói chung là nhiều cái từ mà ở trong cuộc sống người ta sử dụng để cho nó tương đương với một cái loại đem đến cái sự mà sung sướng cho mình. Đó là cảm thọ lạc, nhưng trong nhà Phật thì gọi là cảm thọ lạc. Somanatta. Cảm thọ lạc. Như vậy thì cái tham dục này là cái sự khát khao được thỏa mãn và mình muốn gom vào. Cái ta muốn gom vào, gom cái gì? Gom cái làm cho ta thỏa dục. Gom cái mà làm mình thỏa dục. Mình gom cái đó đó, gom cái gì mà làm cho mình thỏa dục đó, mình gom cái đó. Như vậy xung quanh cái đời sống mình thấy cái gì làm cho mình đó thỏa mãn cái khát khao, sung sướng, ăn. Vậy ăn cái gì mà làm cho mình sung sướng? Là cái món mình thích. Cái món nào mình thích đó, mình gom món đó. Quý vị tin không? Mua một đống món đó đó, ở tủ lạnh mình toàn đó không à? Trong phòng mình toàn đó không à? Nên muốn biết người khác thích cái gì đó là mình mở cái tủ lạnh ta, mở phòng ta ra, mình coi xung quanh đó ta chất chứa cái gì là người ta thích cái đó đó. Trừ một trường hợp là cái người không có tiền mua nên họ có gì ăn nấy. Còn nếu người nào có tiền mua thì họ mua toàn cái họ thích không à. Đó là đồ ăn. Rồi tới đồ uống, đồ xài. Rồi tới cái mùi, tới cái âm thanh. Mình coi những cái bản nhạc nào á họ lưu lại trong máy á là đó họ thích đó. Rồi cái mùi gì, dầu thơm, thậm chí nhang họ mua họ cũng ngửi cái mùi nữa, là họ thích cái mùi đó đó. Nó nhiều mùi khác nhau, trầm cũng vậy nữa. Như vậy thì họ đi á gom góp những cái gì mà họ thích, mà những cái họ thích đó là cái thỏa dục. Nên ở trong nhà Phật á, Đức Phật nói rằng những cái
mà họ sanh ra dục tham này nè, thì họ nhìn ở đây dùng một cái nhìn. Nhìn đây không phải bằng mắt, mà họ nhận định về đó. Cái nhìn đây á thì gọi là nhận định. Ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy, họ nhận định về cái đó. Đức Phật là ngài á nói một cái từ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch ra đây gọi là tịnh tướng. Mình dịch ra là tốt đẹp. Cái nhìn đây là cái nhận định qua năm căn. Ví dụ như á, mình nhìn bằng mắt, mình nghe bằng lỗ tai, mình ngửi bằng mũi, mình nếm bằng lưỡi, mình xúc chạm bằng thân. Mình thấy những cái đó đó là nó tốt đẹp, thì trong kinh á gọi là mình thấy cái đó nó tốt đẹp á, thì gọi đó là tịnh tướng. Nên mỗi khi chúng ta học kinh điển Pali á, mình thấy cái từ tịnh tướng thì biết đó là cái tốt đẹp. Mà tốt đẹp này so với tâm quả vô nhân của tùy người nghiệp khác nhau. Có nhiều người nhịn này nè thấy đẹp nè, nhưng mà có nhiều người nhịn này không đẹp, nên họ nhìn cái này thấy đẹp. Nên á là do năm cái thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, thì đó gọi là tâm quả vô nhân. Nên họ nhìn cái này là tịnh tướng, họ đẹp nên họ thích, họ thích nên họ muốn gom về, nên sanh ra dục tham. Nên mỗi khi mà chúng ta nhận định cái gì tốt đẹp, tịnh tướng thì sẽ sanh ra dục tham, là sanh ra một cái loại che mờ tâm. Nên ở trong tâm mình có năm cái lớp che mờ. Mà ví dụ như người nào học Photoshop á, thì người ta gọi là những cái layer. Những cái layer này á thì gọi là cái lớp. Những cái lớp. Thì cái tâm mình á, nó che từng lớp này nè. Nên chúng ta nhận định những cái xung quanh nó sai lầm hoặc không thấy không biết. Do đó mà cái độ đau khổ của mình nó sẽ dày đặc. Nên cuộc đời là khổ. Đức Phật dạy là ngài nhìn trên tổng trì của tất cả chúng sanh, từ cái kiến giải của chúng sanh tà kiến cho đến á là cái thân này đốt sự ánh nắng của mặt trời, cho đến quả báo của nghiệp mà họ sống trong cái đời sống đó. Cho nên á, cái sự nhận định cái gì á gọi là tịnh tướng thì cái đó sẽ sanh dục tham, sẽ tạo ra một lớp truyền cái. Bây giờ làm sao mình thay đổi cách nhìn vậy? Bây giờ mình nhìn gì mình thấy cũng đẹp chân á, mình thấy cũng thích chân á, nên mình bị dục tham chi phối. Nên tối ngày mình sống theo nó mà. Muốn ăn cái gì đó, dầu đây ra tới ở trong quận nhất bán cũng chạy ra tới ở đó mua á. Nó lôi cổ mình đi. Muốn ngửi cái gì, muốn nếm cái gì, muốn xúc chạm cái gì, nó lôi cổ mình đi. Như vậy chúng ta nô lệ bởi cái dục tham đó mà mình không hay không biết. Cho nên muốn hóa giải cái loại triền cái này, Đức Phật dạy là chúng ta nên quán bất tịnh. Quán bất tịnh cái bất tịnh này là cái tướng thật của nó. Cái tướng thật của ngũ trần là bất tịnh, nó không có tốt đẹp gì hết trơn á. Chứ không phải là mình quán mình làm cho nó bất tịnh. Bất tịnh là nó sẵn có bất tịnh mà mình nhìn thấy nó tịnh nên mình bị tà kiến. Nên nhìn tịnh tướng này là một loại tà kiến. Nên khi chúng ta thấy quán á là thấy nó bất tịnh,
Bất tịnh tức là nó không có tốt đẹp gì hết trơn á. Nó là vô thường thôi à. Nó thay đổi liên tục. Nên mình khổ với nó dữ lắm. Nếu mình chấp thủ nó, mình giữ chặt nó. Và bởi vì nó lắp ráp, nó vô ngã. Mình ngồi mình suy nghĩ coi, mình nhìn coi có phải không. Thấy cây quạt đẹp vậy đó, một thời gian sau là bán đồ đồ gì phế liệu á, ve chai á. Thấy cái thân hoa hậu đó, chứ 70-80 năm sau cũng vô hữu. Thấy cái nhà đẹp dễ sợ vậy đó, rồi từ từ nó cũ xuống, nó sập xuống. Đâu mình ngồi quán hay mình ngồi xung quanh, mình coi xung quanh mình thôi, không đâu xa chứ. Trên người mình rồi xung quanh mình quán vậy đó. Nếu mình quán ngoài á là quán tam tướng học, quán trong là quán tứ niệm xứ. À, chúng ta có 7 pháp quán. À, 3 ngoài, 4 trong. Chúng ta quán này trí tuệ á, mình sanh ào ào luôn á. Ở bên ngoài chúng ta có 3 pháp quán. Nếu nhìn bên ngoài mà chúng ta không có 3 cái pháp quán này đó, là vô thường, khổ, vô ngã. Ở trong á, 4 niệm xứ, thân thọ, tâm pháp. Nên chúng ta nhìn tất cả bằng ánh mắt pháp đó, gọi là pháp nhãn. Khi chúng ta nhìn cái tất cả bằng các pháp quán này thì tâm mình được vắng lặng, nên gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Nếu mắt mình nhìn ra ngoài, nhìn cái gì nó cũng thay đổi chứ nghe. Nếu mình giữ cái gì mình khổ cái đó. Và cái gì nó cũng lấp rép, nó cũng rỗng không. Nó không có thật có. Nên tâm mình được tĩnh lặng. Còn mình nhìn vô trong á, làm thấy thân, thấy cảm thọ, thấy tâm của mình nó đang xuất hiện vậy đó. Rồi mình sẽ hiểu về nó như thế nào. Khi thấy thân, thấy thọ, thấy tâm rồi thì chúng ta cũng thấy nó vô thường, khổ, vô ngã tiếp. Nó giống như cái bên ngoài. Tại vì tất cả đều là ngũ quẩn. Nó giống nhau. Như vậy á, thân, tâm và hoàn cảnh nó đều giống nhau hết vậy đó. Nên chúng ta nhìn từ cái tịnh tướng này, chúng ta chuyển qua là bất tịnh. Nên gọi là quán bất tịnh. Trong Phật học phổ thông á thì gọi là ngũ đình tâm quán. Có nghĩa là 5 cái pháp quán để cho chúng ta hết cái tâm vọng động. Thì đó được gọi là ngũ đình tâm quán. Như vậy á, cái chuyện cái dục tham này là người ta tu tập, mới vào tu là ta đã dùng cái pháp quán này để đoạn diệt chuyện cái liền. Nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về phần thiền định và thiền quán để đoạn diệt các cái kiết sử. Nên đó, cái đoạn truyền cái này ai cũng phải tu. Và mình đó, luôn luôn lúc nào cũng nhớ để đoạn diệt truyền cái này bằng cách quán bất tịnh của tất cả pháp. Quán tới nơi tới chốn nó luôn. Có thấy nó tốt không? Thấy nó đẹp không? Nếu chúng ta thấy nó không có gì tốt đẹp hết thì tự nhiên á, cái tham này nó không sanh. Cái tâm sanh khi đối cảnh kiến giải. Nhớ là tâm sanh khi đối cảnh kiến giải. Có nghĩa là mình hiểu biết về nó như thế nào thì cái tâm mình á sanh tương đương với cái hiểu biết đó.
Ví dụ như là mình hiểu biết nó là tốt thì chúng ta sẽ sanh cái tâm tham. Cho nên á, mình thường sanh ra cái tâm tham ái, tham dục này thường xuyên. Cho nên chúng ta phải quán nó để nhìn kỹ nó thật sự, nó có thật sự tốt như vậy hay không. Nếu nó thật sự tốt như vậy á, thì mình tham đắm nó, mình gom nó vào. Còn nó mà thấy không thật sự tốt đẹp như vậy thì tự nhiên mình không khởi lên tâm tham dục, tham đắm, tham ái với nó nữa. Nên nó phụ thuộc vào cái biết của mình, tức là phụ thuộc vào cái kiến giải của mình về nó. Nên người này thấy này đẹp lắm tham, sanh ra tâm ham. Nhưng mà mình đâu thấy đẹp đâu, có ham không? Mình nhìn này thấy này tốt này mình ham, mà thấy này như đồ bỏ ham không? Như vậy thì ăn thua cái kiến giải, cái nhìn của mình về nó. Nếu mà mình nhìn về nó thấy nó là bất tịnh, không tốt đẹp gì hết, thì tự nhiên cái tâm dục tham này không bao giờ sanh khởi nữa. Cho nên cái tuệ sanh, chánh di kiến sanh, tuệ sanh mới thấy được điều đó, thì tự nhiên dục tham này không bao giờ sanh nữa. Không cần đoạn diệt nó gì hết, nó tự hết sanh à. Hết sanh là nó mất luôn chứ còn gì nữa. Tại vì tâm nó sanh trong ba sắc na, nó sanh liên tục lên này. Bởi cái kiến giải của mình thấy biết vậy từ thì tâm nó sanh ra. Đối cảnh không phải là đối cảnh đó, mà đối cảnh kiến giải. Nhớ là quý vị là đối cảnh kiến giải nha. Tâm sanh là do đối cảnh kiến giải. Nên nhầm khi mới cưới bà vợ, nhìn thấy bà đẹp dữ lắm, ở thời gian sau thấy xấu tùm lum, xấu tánh, ăn dụng, rồi ngủ trưa, rồi tham, rồi già, thì tự nhiên cái kiến giải người ta nhìn thấy không còn tốt đẹp nữa, thì tự nhiên cái tâm tham đắm với người đó hết luôn, không sanh nữa. Với người kia sao, hồi xưa đó ông là thương tôi dữ lắm, ông là dục tham với tôi dữ lắm, tới giờ ông không có dục tham, không thương nữa. Là tại vì cái nhìn bây giờ nó khác với cái nhìn hồi xưa, tức là cái kiến giải. Kiến giải nó không phải là mãi mãi, mà kiến giải thì tùy vào cái sự nhận thức của chúng sanh từng giai đoạn khác nhau. Học cao lên nhận thức khác, tu cao lên nhận thức khác. Nên kiến giải khác nhau, kiến giải khác nhau thì sanh tâm khác nhau. Cho nên á, cái tâm tuệ nó làm cho thay đổi tất cả cái kiến giải, làm cho cái kiến giải mình đúng nhất. Cho nên á, tâm tuệ sẽ nhìn tất cả các cái y như nó là. Mà tất cả cái y như nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Nên tâm tuệ họ nhìn thấy được chân tướng của sự thật. Cho nên á, tâm tuệ không còn dục tham. Đến người nào mà có tuệ đó là cái tâm tham dục họ bớt đi, lắng xuống liền. Còn người nào mà tham dục cái gì cũng tham, gì cũng dục hết đó, biết mình vô minh dữ dội dữ dằn lắm rồi đó. Người ta sẽ không tin, từ từ tu đi. À, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ tin được điều này. Chúng ta qua cái truyền cái thứ hai. Nó che mờ cái tâm mình, làm cho tâm mình nhìn sai. Cho nên á, nó khởi lên những cái tâm phóng dật tương đương, tâm và tâm sở tương đương nó khởi lên. Đó là tâm sân nhuế, đó là tâm sân 2.2, tâm sân. Tâm sân là gì? Cái tâm sân á là tâm nghịch ý, nghịch lòng, muốn đẩy ra khổ đau, hủy diệt. Cái tâm sân á, mà cái gì để tạo nên tâm sân, lý do vì cớ làm sao có tâm sân, cớ sao có tâm sân. Ở trong kinh Tăng Chi á là dạy mình có tâm sân vì cái lý do á là mình nhìn cái gì nó cũng xấu.
à, gọi là nhìn đối ngại tướng, à, tức là trong cái từ Hán á, đối ngại tướng tức là mình nhìn cái gì nó cũng xấu xa. Nó ngược lại với cái tâm tham dục là nhìn cái gì nó cũng tốt đẹp, là nhìn tịnh tướng. Còn cái này nhìn cái gì cũng đối ngại tướng, nên nghịch ý nghịch lòng, à, muốn đẩy nó ra. Mà quý vị á, cái tay mình để đẩy ra đâu phải tự nhiên cái tay mình đẩy ra, nó phải có cái ý đẩy. Mà cái ý đẩy á thì nó phải có cái tâm đẩy. Như vậy cơ chế nó là ở đây: tâm đi tới ý, tới khẩu với thân cùng một lúc. Cơ chế á thì cái á, mà truyền cái sân này nó thuộc về là tâm, là cái chích tá, nó thuộc về tâm. Mà tâm sanh ra là bởi kiến giải, à, kiến giải cảnh gì, cái cảnh gì sanh tâm đó. Cảnh đây không phải là nó hiện trước mặt, mà cảnh đây là cái mình biết về nó. Biết cái gì hiểu mà. Cái cảnh này là chúng ta biết về nó, chứ không phải là cảnh nó là nó. Nếu cảnh nó là nó là chân đế đấy. Nhưng mà chúng ta biết về nó là tục đế. Mình biết về nó là mình thông qua quy ước. Còn nó là nó, là thể chân đế. Đó là ngũ uẩn, đó là tứ đại, là thể chân đế. Còn khi chúng ta biết về nó, hiểu về nó bằng kiến giải của mình đó, là tục đế. Cho nên á, cảnh sanh tâm, người ta cứ nghĩ á, là cảnh sanh tâm, nên có cảnh mới có tâm. Người ta cứ nghĩ như vậy á. Trước một cái bông hoa, mình thí nghiệm 100 người, mình dơ trên trước mặt người thứ nhất, dơ trước mặt thứ hai, mặt thứ ba, mặt thứ tư. Họ khởi nhiều tâm khác nhau chứ không phải là một tâm. Cái người thích hoa hồng á, mình đưa hoa hồng lên họ cười. Nhưng mà người thích hoa sen, đưa hoa sen lên họ cười. Hai người này đưa ngược bông lại với nhau, người thích hoa hồng cho hoa sen cái là họ méo miệng. Người thích hoa sen đưa hoa hồng là họ méo miệng. Cũng một cái nhành hoa đó mà hai người hai tâm khác nhau. Vì đối cảnh sanh tâm, vì đối cảnh hoa sen thì sanh tâm sen hết, chứ làm sao mà có cái sanh tâm quạo rồi sanh tâm hờn rồi sanh tâm tham. Vậy thì á, cái cảnh cùng là cái bông sen, nhưng mà tâm sanh hai người khác nhau nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ á, là biết cảnh gì. Nằm chỗ kiến giải, kiến giải về cảnh. Nên cái người mà tà kiến á, cho họ về cảnh Tây Phương họ vẫn đau khổ, quý vị tin không? Người tà kiến á. Nên bữa trước thầy kể câu chuyện á, là hai chồng làm ăn thua lỗ. Bà vợ đi vô chùa tu bắt quan trai tuần lần, an lạc quá, vui quá. Về á, thấy ông chồng nằm giàu giàu, khổ, thiếu nợ nần. Mới nói với ông chồng á, thôi ông đi tu bắt quan trai với tôi đi ông ơi, ở đó vui lắm. Tôi vô hổm gà tôi an lạc quá trời, chứ không thôi tôi hổm gà tôi trầm cảm chết rồi. Ông chồng nghe nói mê quá, theo bà vợ đi vô chùa tu ngày bắt quan trai. Tu từ sáng 6 giờ sáng vô chuyện giới rồi, chiều 4 giờ chiều về. Ông về tới nhà
ổng thề ổng là vĩnh viễn từ đây vĩnh biệt chân trời cũ, không bao giờ tu bác con trai ngày nào nữa. Hỏi sao vậy? Ổng là tu ngày nay muốn chết luôn, ăn có được gì đâu, tàu hũ dưa leo sắc ba mứa vô ăn, ngồi muốn đau lưng muốn chết luôn. Nghe ông thầy giảng pháp, ổng truyền giới, ổng giảng pháp, còn ngồi thiền, ngồi tụng kinh nữa, tôi tê chân muốn chết luôn. Tôi muốn ra ngoài tôi đâu có dám ra, khát nước muốn chết luôn, tôi đâu có dám uống. Rồi á là ăn không được, uống không được, còn đi vô toilet thì nó hôi gần chết luôn. Ổng là bữa nay á là một ngày đi ở tù, đi vô đó khổ quá trời một ngày, gồng mình gánh chịu, vì 4 giờ về mừng hết lớn luôn. Quý thấy không? Cảnh sanh tâm đó. Cô vợ thì cảnh bắt quan trai sanh tâm an lạc vui vẻ, ông chồng cảnh bắt quan trai sanh ra tâm đau khổ. Là chỗ nào? Cái chỗ kiến giải của mình. Nhìn thấy cảnh đó như thế nào mà sanh tâm? Cái tâm này nó tương đương với cái cảnh, mà cảnh đây là cảnh chúng ta hiểu về nó, nên mỗi người hiểu khác nhau, không ai hiểu giống ai hết. Kiến giải mà kiến giải nó phụ thuộc vào tâm quả kiếp trước, nó phụ thuộc vào kiến thức của kiếp này, và nó phụ thuộc vào cái căn của mình, nhìn rõ hay không rõ, nghe rõ hay không rõ, nó phụ thuộc nhiều thứ vậy đó. Người ta đẹp chết luôn, đưa ông cận thị nhìn cô đó đẹp không? Cô này ở xa cận thị nhìn đâu rõ, thấy mờ là trời ơi sao con mắt gì đâu mà sưng chùm bụp vậy, ai nhà đâu. Ổng nhìn gần ổng mới thấy, ổng cận thị nhìn xa ổng thấy mắt ông người ta lộ nè, mà ai nhà mắt ta đẹp chết luôn, mà ông nhìn xa ông thấy sao mắt lộ, ổng vô ổng chê quá chê luôn. Vậy là phụ thuộc vào ổng mắt, thấy không? Phụ thuộc vào cái sở thích của mình là tâm quả, rồi phụ thuộc vào trình độ học nhỏ lớn mình biết gì về cái đó, có nghiên cứu vậy đó không? Nếu mà ông ta có nghiên cứu vậy đó thì người ta hiểu nhiều hơn, không có nghiên cứu vậy đó hiểu ít hơn. Cho nên á, khi mà người ta nổi lên cái tâm rồi tới cái ý này, ý hành là cái này á, là cái chủ ý, cái hành quẩn là tâm quả, là sự suy nghĩ của mình là quả của nghiệp, nhưng mà cái quyết định của mình á là nhân của nghiệp, là tạo nghiệp ý là nhân, nhưng mà hành quẩn ở trong ngũ quẩn đó là quả. Hành của ngũ quẩn là quả, nhưng mà mình khởi lên một chủ ý là nhân. Dù mình khởi ý lên muốn hại người ta là nhân, nhưng ngồi mình suy nghĩ á nó là quả. Không hình dung ra đâu, đó là tâm quả đó. Ngũ uẩn là quả của nghiệp. Cho nên á, khi mà cái tâm sân này nó khởi lên là tại vì mình nhìn thấy á nghịch ý, nghịch lòng, nên tâm sân á nó mới khởi lên. Còn nếu chúng ta nhìn mà không nghịch ý nghịch lòng thì tâm sân không có khởi. Vì cái gì mà làm cho chúng ta có thể hoan hỷ hết mà không khởi lên bất kỳ cái gì nghịch ý nghịch lòng hết? Thì trong kinh Phật đó là mình quá giải tâm sân này. Mình phải tu hành á, tâm từ giải thoát, nguyên văn kinh á. Tâm từ giải thoát. Người nào mà khởi lên tâm từ giải thoát thì không bao giờ khởi lên cái tâm sân nữa. Tại vì có lòng từ thương yêu chúng sanh, thấy chúng sanh khổ, mình có cái chánh kiến. Thấy chúng sanh khổ, thương, mình thương khi thấy chúng sanh khổ. Cho nên á, tất cả những cái gì mình đã thương rồi
Thì có bao giờ mình nghịch ý không? Bây giờ á, mình thương người đó rồi thì cái gì của người đó cũng thương, tin không? Ghét người, ghét cả tướng đi, thương người, thương cả tôn ti họ hàng. Cho nên nếu mà chúng ta đã thương rồi thì không có gì là nghịch lòng, nghịch ý nữa chứ nhá. Cái người nào mình ghét thì mới có nghịch lòng, nghịch ý. Chứ người nào mình đã thương rồi thì không có gì nghịch lòng, nghịch ý. Dầu người ta nói A, nói B, nói C, nói D gì đi nữa, mình cũng ok hết. Cái đó là thương của thế gian thôi. Còn thương của tâm từ nó còn dính tới cái lòng hỷ xả trong đó nữa, nên nó còn lớn hơn nữa. Nếu chúng ta thấy cuộc đời này là khổ rồi thì thôi kệ nó đi, khổ rồi. Nó khổ quá, thấy thương nó, nó sống trong đau khổ, lặn hụp trong đau khổ, vậy thì bắt bẻ nó làm chi nữa, nghịch ý nghịch lòng nó làm chi nữa, sân hận với nó làm chi nữa, thôi người ta bỏ qua. Từ bi hỷ xả, người ta bỏ qua luôn. Nên Đức Phật á, ngài dạy nếu tu đến với cái tâm từ giải thoát sẽ hóa giải được cái triền cái sân này. Nên trước khi đi ngủ á, ta ngồi người ta quán từ bi, bung cái tâm từ bi của mình ra, thương yêu chúng sanh, thấy chúng sanh khổ. Nên mình muốn quán từ bi là mình phải quan sát cái khổ cuộc đời này. Khỏi thuộc lòng nó sanh lão bệnh tử, rồi ái biệt ly cầu bất đắc, rồi á, là quán tăng hội khổ, ngủ ấm xí anh khổ, thuộc lòng thôi khỏi. Mình chỉ quán cái thực tế thôi, mình thấy xung quanh mình à. Ai ai rồi thời gian sau cũng già hết trơn, như quê thầy. Hồi đó thầy đi học, còn nhỏ đi học nè. Thấy nguyên một lớp người đó tới giờ không còn ai hết á. Người lớn tuổi sớm thầy giờ nguyên một cái xóm rất là lớn đi, còn có hai người. Mà người 81 tuổi, người 97 tuổi, còn hai người thôi, còn nhiêu hết trơn. Mà đó đông lắm, mấy trăm luôn, cả ngàn luôn. Rồi đi từ từ hết trơn. Mình thấy cuộc đời không? Ai cũng mang cái thân phận của con người. Mình chiếu theo mình thấy em biết nè. Mỗi khi mình bệnh hoạn ốm đau, mỗi khi mình phiền não sân si nổi lên, mỗi khi mình trả nghiệp, rồi mình bị dục nó lôi, mình phải làm theo nó. Mình bị sân nó lôi, mình phải làm theo nó. Bị ganh tị lên ngôi, làm theo nó. Người ta ganh tị ai cái một ha, ta nghĩ về cái hại người đó không? Người ta ghét ai cái, ta nghĩ về cái hại người đó không? Người ta thương ai cái, ta nghĩ về dung đắp cho người đó không? Nên tối ngày mình theo cái mệnh lệnh của cái tâm đó đó, mình làm quần quật tối ngày, cuối cùng để phục vụ cho cái tâm đó thôi. Không làm chứ mình bị một cái người gọi là nô lệ. Mà đố quý vị chứ có ông nô lệ nào mà sướng không? Quý vị kiếm cái tác phẩm Hãy để ngày ấy lụi tàn, chúng ta sẽ thấy được cái cảnh nô lệ này. Có ông nào nô lệ sướng không? Mình đang nô lệ với tâm của mình đó, với phiền não của mình đó, kiếp này qua kiếp khác, nên mình có sướng không? Nên Đức Phật nói khổ là khổ trên bản chất của vấn đề. Nên có nhiều người nói là đạo Phật bi quan, cuộc đời nó gì khổ sao người ta sống? Không, cuộc đời không có nói, Đức Phật không có nói đời này là khổ, mà Đức Phật nói bản chất của cuộc đời này là khổ. Chứ đời này nhằm người có phước vui cũng chết, đừng khổ đâu khổ. Có chức, có quyền, có con, có cái, có xe, có cổ, lên xe, xuống ngựa, khổ đầu khổ. Người ta khỏe mạnh tối ngày tập gym, nam thì là 6 múi, nữ thì là hoa hậu không, sao khổ được. Nhưng mà bản chất cuộc đời này là khổ. Khi nhắm mắt ra đi, đầy đau thương và nước mắt. Cuộc đời nó là khổ, bản chất nó là khổ. Cho nên mình quan sát đừng vậy là mình khởi lòng từ. Nên mình phát lên một tâm là thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống dưới nước,
loài sống trên cạn, loài sống hư không, loài sống ở trong tam giới. Con đều biết thương yêu và tha thứ. Nên mình được cái lòng từ rồi đó quý vị, mình nhẹ lắm, mình không có chấp gì ha, không có sân. Nên người nào mà có sân lớn lớn, sân như sân nhà, sân trường, sân bay rồi đó, ráng tu tập là lòng tâm từ giải thoát, là trong kinh Đức Phật dạy nè. À, tu tâm từ giải thoát bằng cách quán từ bi. Ngồi chỗ mình quán thấy người ta khổ vậy đó, bệnh hoạn ốm đau, rồi làm lụng, rồi già cả, ôi ngày nào đó ra đi trong đau thương và nước mắt. Nên mình khởi lên tâm từ thương yêu, và mình tập quán từ bi trực tiếp. Quán từ bi trực tiếp có nghĩa là mình gặp ai, mình phủ sóng một lòng từ bi đó với họ, mình hả nói chuyện. Tập đi, nhớ nha, bất kỳ người nào đụng đầu mình cái quán từ bi, thảy cục từ bi vô liền. Tập thử cái nổi không? Tập được, có người ta tập được. Xe mới đầu đâu biết chạy, ra tập cũng biết chạy. Giờ anh quán từ bi không được, tập được. Có nhiều người nói là con ngồi thiền mà con suy nghĩ lung tung cho thầy. Thầy dạy con cách nào mà ngồi đừng có suy nghĩ. Thực ra trong một sát na, tâm mình nó bắt cái này, nó không bắt cái kia. Nên ta đem cái đề mục á, à, casino, để người ta bắt cái vô đề mục casino, nó sẽ không bắt tầm bậy bạ xung quanh. Chúng ta chưa bắt được đề mục casino, cho nên tâm mình nó còn loạn động xung quanh. Tới chừng nào mà mình cắn răng đưa lưỡi lên trên, ngồi chặt bám vào cái đề mục, thì tự nhiên các cái tâm tưởng nó rơi rụng. Vì mình chú cái này mình sẽ không chú cái kia, tại vì mình chưa chú được đó. Tức là mình chưa có dán tâm lên trên casino, cho nên á là mình còn suy nghĩ lung tung. Nên cái suy nghĩ lung tung đó là cái bình thường của con người, không có gì sợ gì nó chứ. Bình thường cũng đã suy nghĩ, đâu phải ngồi thiền suy nghĩ đâu. Nên người ta nói rồi, tại sao con ngồi thiền cũng suy nghĩ? Dạ thưa, bình thường cũng suy nghĩ tùm lum ông ơi, đâu phải ngồi thiền suy nghĩ. Mà tại sao mình lại thấy ngồi thiền suy nghĩ? Là tại vì bình thường mình làm cái này, mình chú ý cái này, mình đâu để ý tới suy nghĩ, đúng không? Còn lúc mình ngồi thiền không làm gì hết thì mình để ý tới suy nghĩ, mình thấy cái suy nghĩ. Còn bình thường mình cũng suy nghĩ tùm lum hết, mà tại vì mình để ý tới cái khác, mình không để ý tới cái suy nghĩ. Nên mình không nhận diện được cái suy nghĩ. Còn bây giờ chúng ta ngồi thiền không làm gì hết, nên chúng ta chú ý đến cái suy nghĩ, nên chúng ta thấy cái suy nghĩ. Nên suy nghĩ nó là bình thường, đừng có sợ gì nó đó. Nó là hành quẩn của mình mà, nó là mình mà. Sắc thọ tưởng hành thức. Nên hành là suy nghĩ của mình, sankhara, à, suy nghĩ của mình. Sắc là sắc tướng của mình, rupa. Thọ vedana, tất cả nó là mình, nên không có hủy diệt được nó đâu. Trừ khi tan cái tấm thân này thì mới hủy diệt được nó. Nên có nhiều người nói suy nghĩ làm sao mà tiêu tan hết những cái suy nghĩ. Có cách, có hai cách tiêu tan suy nghĩ. Đó là vào tầng thứ tư của thiền, thứ năm của định, và chết là hết suy nghĩ. Còn tạm thời không suy nghĩ đó là xỉu, mê, ngủ. Nhằm khi ngủ cũng có suy nghĩ nữa, nhưng mà mê hết suy nghĩ, xỉu hết suy nghĩ. Nên ai kêu á, mình làm sao cho tôi đừng suy nghĩ, quay qua mình tán
bóp cho xỉu một cái, rồi xong hết suy nghĩ. Xỉu đâu suy nghĩ gì đâu. Hoặc là chụp thuốc mê ETA đó, chụp vô nhà đâu, này làm gì, ở xung quanh đó người ta vui không? Trả lời tiếng hai, câu thứ ba, hỏi nín thinh là ta biết rồi đó. Gọi là chụp thuốc mê. Thực ra chích thuốc mê, mình gọi là chụp thuốc mê, chích thuốc mê. Nói chung ta gây mê bằng cách nào, thầy nói vậy thôi chứ thầy cũng không biết. Cái chỗ mà ta mổ á, ta gây mê, chứ gây tê thầy biết rồi. Cho nên á, cái tâm từ này mình rải đi, mình đừng có tiếc. Thực ra mình quán tâm từ chứ không phải là mình rải tâm từ. Có tâm từ mới rải được chứ, không có lấy đầu rải. Nên mình quán tức là mình quân tập cái lòng từ á. Nên có lòng từ á thì mình hỷ xả, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng. Nên không nổi lên tâm sân, nên không có gì nghịch ý, nghịch lòng cả. Nên những người mà lòng từ bi nhiều á quý vị, ai làm trái tay gai mắt chửi bới gì người ta, nhá nhẹ lên cái hết. Có nhưng mà nhẹ hết, không có nhiều. Nên mình tu đạt được một cái trình độ là người ta làm trái tay gai mắt mà mình giận hơi hơi là mình biết mình có lòng từ rồi đó, là mình có thương người ta đó. Nên nhằm khi mình thấy người ta sân si lên, mặt đỏ gây đồ, nạt nộ, đánh đấm, có nhiều người sân si tự đập đầu mình vô tường luôn, rồi tự đập chân mình xuống đất luôn, rồi tự hủy diệt mình luôn, nhằm người ta nổi sân á, ta chặt cái ngón tay của người ta luôn. Ta giận vợ đồ á quý vị. Thấy dưới quê thầy có ông đó, mới cưới vợ về, cái vợ tiếp khách đám á, vợ tiếp bạn lâu quá, vô cũng chặt ngón tay. Đó, mình ngu vậy, ngu dữ. Vợ tiếp bạn lâu quá thì kêu vô, là thôi giờ tiếp lâu quá là thôi, bạn bè tiếp nhiêu được rồi, thôi em vô đi, có làm sao đâu. Quý vị, nhầm khi bạn bè người ta ta lưu liếng, cái đó là gì? Ghen lên á, rồi nghĩ tầm bậy, hủy diệt chính mình. Cuối cùng người thiệt hại là mình chứ đâu ai đâu. Nên cái chuyện cái mà nó che tâm nè, là mất đi cái trí tuệ thông minh sáng suốt, thấy không? Ngu ra, quyết định tầm bậy không. Nên cái gì cái mình lẳng lặng à, quán vô thường đừng cho tham à, quán bất tịnh đừng cho tham, quán từ bi đừng cho sân ninh. Sắc mỏng hai cái chuyện cái này à, là ngon lành luôn à. Rồi bây giờ á, là chúng ta á, có cái à, tâm nghi. À, tức là đi qua phần truyền cái thứ ba là nghi. Nghi nghĩa là gì? Trời ơi tôi nghi này lắm à, nghi, thấy tướng là nghi lắm à. Nghi có nghĩa là không có biết. Nghi có nghĩa là không có biết, không biết rõ ràng. Nghi, nghi là không có biết rõ ràng, chứ biết rõ ràng còn nghi không? 2 cộng 2 bằng 4, tôi nghi 2 cộng 2 bằng 4 quá ta. Có không? À, căn à, bậc à, 5 của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó, tôi nghi bằng à, 25. Ví dụ gì đó, tức là mình không biết rõ nên mình nghi. Nên cái nghi ngờ nó che mờ cái tâm mình. Nghi là không biết, mà không biết có khôn nổi không? Mỗi khi tham sân nổi lên làm cho ông ta tắm đen thui à, nên nó là chuyện cái. Còn giờ nghi là không biết, nên không có biết rõ.
Không biết rõ nó là nghi, mà đã là không biết á thì là nó ngu, đúng không? Vô mình thì nó chèn cái nó che mờ tâm mình đi, nên nhìn không thấy rõ tất cả các pháp. Nên nguyên nhân sao á làm cho tâm nghi à, thì Đức Phật dạy là không có như lý tác ý. Không có như lý tác ý nên sanh tâm nghi ngờ. Vậy như lý tác ý là gì? Như lý, lý này là đạo lý, gọi là á rí giá mắc giá. Á rí giá mắc giá là đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng, á rí giá mắc giá. Tác ý là đưa cái tâm mình về cái đường đạo cao thượng. Tác ý có nghĩa là cái bánh lái nó bẻ tâm mình về đường đạo cao thượng, đưa tâm về. Chính cái đường đạo cao thượng này. Mà cái đường đạo cao thượng đó là gì? Đó là thiền quán tứ niệm xứ, đó là thiền định samatha, vipassana. Samatha. Hai cái này làm cho tâm chúng ta sáng lên, đúng không? Hai này sanh tuệ. Như vậy, như lý tác ý đưa cái tâm mình về đường đạo cao thượng, mà đường đạo cao thượng bao giờ cũng đoạn diệt vô minh. Trong 12 cái nhân duyên á, vô minh sanh hành, hành sanh thức. Vô minh sanh hành, hành sanh thức. Tới ưu bi khổ não, nên cái đầu tiên của nó là vô minh. Nên đường đạo cao thượng có chức năng đoạn diệt vô minh. Cái đường đạo cao thượng á, nó đoạn diệt hết cái vô minh này. Nên như lý tác ý sẽ sanh ra tuệ, và tuệ nó sẽ đoạn diệt vô minh. Cho nên không có như lý tác ý, tức là không đưa tâm mình vào đường đạo cao thượng để hành trì ngày đêm, thì lập tức chúng ta bị nghi ngờ tất cả các pháp. Nó không rõ, nó không rõ các pháp, mù mờ với các pháp, nghi. Nghi là mù mờ với tất cả các pháp. Bây giờ chúng ta không mù mờ với tất cả các pháp nữa, là gì á? Chúng ta có như lý tác ý. Như vậy muốn đoạn diệt được cái triền cái nghi này thì người này phải có như lý tác ý. Cái người có như lý tác ý sẽ sanh trí tuệ. Sanh trí tuệ còn gì đâu nghi ngờ. Nên bao giờ cũng nhắc nhở mình tu thì người đó sẽ hết nghi. Mà tu này phải tu đường đạo cao thượng nha, chứ không phải là tu là cốc cốc ben ben, hay tu là ngồi đóng cho lúng đất, là không phải. Mà tu là quá trình sử dụng pháp của Phật để chuyển đổi chính cái tâm mình. Nên cái này cũng khó nói lắm đó. Cụ thể là lúc nào chúng ta cũng thiền quán vipassana và thiền định ở trên nền của giới. Đó là cụ thể thôi. Nhưng ở trong đời sống mình còn nhiều cái công hạnh nhỏ 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 nhỏ, nhiều lắm. Ăn chay, tụng kinh, rồi các pháp niệm về Phật, rồi làm thiện, rồi chấp tác, bao nhiêu thứ, nhiều lắm. Để nó giúp cho mình. Nên có như lý tác ý nè quý vị. Nói chung mình nói theo từ dân gian á, nhắc cho mình tu, tự nhắc mình tu, từ dân gian vậy đó. Như lý tác ý là tự nhắc nhở mình á, đừng có quên tu. Nói dễ hiểu theo dân gian đó vậy đó, nhắc nhở mình đừng quên tu. À, như lý tác ý nhắc nhở cho mình đừng có quên tu. Mỗi khi chúng ta quên tu á, làm tao có như lý tác ý, nên nó bị cái nghi nó xâm lấn. Còn càng tu càng sáng, càng tu càng sáng, càng tu càng sáng. Lúc nào mình có tu là còn sáng, lúc nào mình hết tu là hết sáng. Đâu quý vị á, gán gồng mình
đừng có phạm gì hết anh từng. Không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu gì hết anh từng. Rồi mình tập thiền quán, thiền định, tụng kinh, niệm Phật. Một từng nó sáng như đèn pin luôn. Gán gồng mình đi anh từng, dứt phá không sát sanh con gì hết, từ con nhỏ nhất cho tới con lớn nhất. Không lấy của cho, không thực hiện dâm dục bất kỳ hình thức nào, không nói dối gì ai hết trơn á, im trong từng. Không uống rượu chất gây nghiện, hút chích gì hết trơn từng. Làm giữ giới đó nha. Rồi thiền quán, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi, rồi lại Phật, rồi tụng kinh, rồi sám hối, rồi ngồi thiền. Tuy là chưa vào được sơ thiền, vị thiền tâm, thiền tứ, thiền gì hết, chỉ ngồi tịnh tâm thôi, ngồi quan sát hơi thở, a ná ná xá tí tập thôi, mang tính tập thôi, không cần phải gì cho nó ghê gớm. Rồi đi kinh hành, chắc chắn lên, hoặc là đi thiền hành, hoặc đi kinh hành, niệm Phật cũng được đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cứ niệm niệm tâm của mình á, dán lên ở trên cái gót chân. Chúng ta đi thử một từng cái nhẹ nhàng thanh thản. Qua khỏi từng ngày kêu mình làm tầm bậy cái tự nhiên mình ngán. Kêu giành giật ăn thua, rồi chửi nhau, rồi gì gì tự nhiên tâm mình nó ngán. Thôi bỏ. Thử từng cái. Nên là có nhiều lý tắc ý đó, nhắc nhở mình tu tập. Chấm 3 là nghi, 2.4 hôn trầm và thủy miên. Hôn trầm, thủy miên, hai chữ này hai cái nghĩa khác nhau nhưng nó tác dụng gần giống nhau, nên ghép, Đức Phật ghép vào ở trong đó là một cái dạng truyền cái che mờ tâm của mình. Hôn trầm có nghĩa là gì? Hôn trầm có nghĩa là tâm mơ mờ u tối, tâm lờ đờ u tối, tâm lờ đờ u tối là hôn trầm. Thủy miên là buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật. Ngủ gà giống như ngủ con gà, gà mới tối ngủ rồi, ngủ gật, ngủ bật lên bật xuống, ngủ gật. Hai này nó khác nhau nhưng nó tác dụng làm cho tâm mình á lờ mờ u tối, biết gì chứ, như xỉn rượu chứ không biết gì chứ, là hôn trầm thị miên. Nguyên nhân nào để hôn trầm thị miên? Đó là làm biến, chán nản, thụ động. Nguyên nhân, nhân, lười, lười biến, chán, thụ động, buồn, và cuối cùng là ăn no. Ai mà ăn no cành không hoài nha, cũng lờ mờ lờ đờ lờ đờ lờ đờ buồn ngủ. Bây giờ không tin hả? Tối mà ăn no tụng kinh ngủ gục không, lười biếng, chán nản, thụ động không muốn làm gì hết, buồn phiền, và cuối cùng là ăn no. Đây là cái nguyên nhân để đi đến hôn trầm thị miên, là tâm mình lờ đờ lờ mờ buồn ngủ. Nên người nào siêng năng ít cái gì buồn ngủ lắm, làm này làm kia lục lục tối ngày, ta siêng năng á, cuộc đời có đâu chán. Có nhiều người chán nản lắm, muốn này muốn kia muốn nọ không được, chán quá. Rồi nhầm người á, buồn, buồn lê, buồn lết, buồn chết con tim, nói đó buồn sầu không làm. Người ta phải bắt mình phải làm cái gì, đừng có bao giờ cuộc sống mà không làm cái gì, phải làm cái gì mới được. Mà phải làm những cái có ý nghĩa mới là người khôn.
Còn nhàn cư vi bất thiện là làm tầm bậy đó. Còn mình làm gì có ý nghĩa? Làm có ý nghĩa, làm giúp đời. Làm có ý nghĩa là cái gì mình giúp được cuộc đời này là đó có ý nghĩa. Làm giúp đời. Nên nó muốn vượt qua được tâm hôn trầm thị miên nè. Người nào hay buồn ngủ, ngủ gà, ngủ gật lên, gật xuống, lờ mờ đó quý vị, thì người đó phải tinh tấn, dõng mãnh, tránh xa cái điều ác. Tinh tấn, dõng mãnh, tu tập, giữ giới, tránh ác, nỗ lực thì nó hết. Nhớ đừng có ăn no, ăn vừa thôi. Nên mấy người ráng cố gắng học pháp và một lời thề nguyện tu tập. Nên sáng mấy giờ làm gì, trưa mấy giờ làm gì, chiều mấy giờ làm gì đó, dầu cho bệnh cỡ nào bệnh cũng phải lết lên mà lại Phật. Ngày xưa các vị hòa thượng, các ngài dầu thân các ngài bệnh rất là nhiều, nhưng các ngài cũng lên, các ngài lại Phật. Không lại Phật được chánh điện cũng lại Phật ở phòng riêng. Người ta cũng lại, cũng thắp nhang, chứ không phải là mình bỏ qua. Nên cái dũng mãnh tinh tấn tu tập ít gì á là chúng ta cũng phải chánh niệm tỉnh giác trong cái lúc mà mình làm việc. Còn mình ăn á, ăn lưng lửng thôi. Sáng 90, chiều 80, tối lề rài. Kinh nghiệm nha, tối gì thấy ngon ngon đừng ăn, ăn ngủ không được, ăn là lăn qua lộn lại không ngủ được, ngủ cũng giật mình. Nếu mình tính ăn nhiều ngon, nhằm khi ăn nhiều nó không khỏe, nên sáng ăn nhiều, chiều ít, tối là rai, lửng bụng gì đó mà ngon. Rồi tinh tấn tránh xa cái điều ác, là tinh tấn giữ các cái điều mà Đức Phật chế, tinh tấn giữ và tinh tấn tu với các pháp, để tự nhiên nó hết cái hôn trầm thị miên. Nên chỉ có nỗ lực nó mới hết hôn trầm thị miên thôi. Còn hôn trầm thị miên không có gì hết. Nên có nhiều người á, là sao con mà lờ đờ, con làm biếng, rồi con là ngủ gà ngủ gật, lên tới chánh điện ngáp thôi là ngáp. Vừa ngồi thiền cái là ngủ o o. Mình phải nỗ lực mình chiến đấu nó, từ từ á mình vượt qua đó, rồi hôn trầm thị miên. Và cái cuối cùng á quý vị là trạo hối 2.5, là truyền cái trạo hối. Trạo hối là tâm lăng xăng, cái tâm lăng xăng hối hận làm hoặc không làm cái gì đó, chứ không phải hối hận là chúng ta làm sai bây giờ sám hối. Thì sám hối đó là một loại hối hận, nhưng cái đó không phải là trạo hối, nó không phải là tâm lăng xăng. Mà này tâm lăng xăng phải chi làm này, phải chi làm kia, phải chi làm nọ, tối ngày nghỉ phải chi không, đó là tâm phải chi á. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về, bây giờ đâu có khổ dữ đây. Phải chi. Chảo hối á. Phải chi đừng làm này, phải chi làm cái này. Những việc qua rồi đó, cái việc không làm thì mình muốn làm, cái việc làm rồi mình nghĩ đừng làm. Rồi trong lòng của mình cứ lăng xăng có nhiêu đó
Như vậy Đức Phật dạy tại sao lại có tâm chảo hối này? Tại vì trong lòng mình không có an tịnh chỉ. Trong tâm mình á không có an tịnh chỉ, tức là chỉ tịnh ở trong tâm. Chỉ là dừng lại tâm phiền não, dừng phiền não chỉ. À, còn tịnh á là trong sạch, tâm không ô nhiễm. Ô nghĩa là gì? Là đen. Nhiễm là bẩn. Chữ ô là đen, nhiễm là bẩn. Bất kỳ phiền não nào nó cũng nhiễm tâm hết á. Nên đối cảnh mà sanh tâm sẽ tâm đó sẽ bị nhiễm, mà nhiễm là ô. Nên nước nào nhiễm bẩn thì nước đó màu đen. Nước nào nhiễm bẩn ở trong tự nhiên nha, chúng ta không nói tới là hóa học nha, chúng ta nói tới cái phần hữu cơ, chúng ta không nói phần vô cơ. Thế giới tự nhiên là thế giới hữu cơ. Nên cái gì nhiễm là nó sẽ ô, nó sẽ đen. Nên tâm mình nhiễm, tâm mình sẽ bị vô minh, nên nó bị triền cái. Nên mình không có tu cái pháp để an chỉ tịnh. Có nghĩa là chúng ta không khởi lên cái tâm để xả bỏ, làm cho tâm mình được lắng động. Có thể mình niệm Phật lắng động, có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng lắng động, có thể thiền quán lắng động, có thể thiền định lắng động. Miễn tu cái pháp nào không cần biết, mà tu theo cái hạnh lắng động của tâm, để cho nó bớt, nó bớt tham sân si giận hờn ghét ghen, giữ cho tâm. Như ngài tu Bồ Đề hỏi Phật, làm như thế nào để an trụ tâm, làm như thế nào để hàng phục tâm. Đó là tu an chỉ tịnh tâm đó. Nên có nhiều người ta chọn niệm Phật để an chỉnh tỷ tâm, an chỉ tịnh tâm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nhiều người ta chọn cái cách là chánh niệm tỉnh giác để an chỉ tịnh tâm. Đi rồi biết đi, đứng rồi biết đứng, nằm rồi biết nằm, ngồi rồi biết ngồi, làm gì biết cái đó. Lắng lặng, lắng lặng, an chỉ tịnh tâm. Nên người nào không có an chỉ tịnh tâm bằng một pháp nào đó thì người đó dễ dàng sanh ra cái chảo hối. Mà chính cái đây là cái lớp nó che mờ cái tâm thức của mình. Nên năm cái chuyện cái này là muốn tu làm thánh phải đoạn diệt từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Có cách sanh ra, có cách đoạn diệt, có cách sanh ra, cách đoạn diệt này. Nên cái chuyện cái này chúng ta mà đoạn càng nhanh thì quả vị đoạn kiết sử nó lại dễ dàng hơn. À, chuyện cái này mà đoạn nhanh thì nó đi đến đoạn kiết sử. Mà đoạn kiết sử thì thánh quả. Đoạn ba hạ phần kiết sử thì có thánh quả. Đoạn ba phần kiết sử là mỏng nhạt tham sân có thánh quả. Cho đến đắc quả thánh thứ ba, thánh A-na-hàm, thì chúng ta đoạn được năm triền. Cho nên mới vào tu là chúng ta hãy tập trung chiền mà chúng ta đánh trước, rồi từ từ các cái pháp khác sẽ đoạn kiết sử. Thì lúc đó cái quả vị thánh sẽ đến nhanh hơn. Nên đây là năm cái che mờ tâm. Người nào mà đoạn từ từ năm cái che mờ tâm này, tâm nó sáng từ từ, nên nó sẽ làm cho cái chánh tri kiến càng ngày càng sáng hơn, tuệ càng ngày càng dễ sanh hơn khi chúng ta đoạn trừ các cái triền cái. Về thử đi, đây là cái phương pháp mà Đức Phật dạy ở trong kinh đó. Mình thử mới được, chứ không thử sao được. Giống hệt như cái thân và tâm của mình đó, là cái chỗ mình thử.
thử thấy được á, làm thiệt luôn. Thử đi, không thử sao biết. Không ngồi thiền thì làm sao biết thiền đó ra làm sao. Không chánh niệm thì biết chánh niệm ra làm sao. Không có tứ niệm xứ biết tứ niệm xứ ra làm sao. Không thiền sắc giới sao biết thiền sắc giới nó ra làm sao. Không thiền vô sắc sao thiền biết thiền vô sắc ra làm sao. Nên có nhiều người không làm gì hết mà cứ hỏi. Làm đi, chừng nào dấp dấp trên làm đó hỏi thì quý thầy nó chỉ cho. Còn đâu mà học lý thuyết không mà hỏi chưa có làm chứ. Hỏi vào sơ thiền rồi làm sao qua nhị thiền. Ông có ngồi thiền chưa, ông có vào sơ thiền chưa mà ông hỏi. Phải chứ ông đang ở sơ thiền, ông hỏi làm sao qua nhị thiền thì còn được chút. Còn chưa có chéo chân ngồi nữa mà giờ hỏi sơ thiền sao qua nhị thiền. Quý vị hiểu chỗ đó không? Ông phải ngồi đi, ông vào được sơ thiền đi. Còn ông làm sao vào được sơ thiền, ông có ngồi chưa? Chưa. Ông ngồi đi, chừng nào vào không được thì ông hỏi người ta. Người ta mới biết ông ngồi vậy sai hay đúng. Còn giờ ông chưa ngồi trên tôi biết ông sai đúng chỗ nào mà ông hỏi. Nên có nhiều người hỏi vậy đó. Ông gắng cố gắng ông ngồi đi, chừng nào ông vào không được sơ thiền thì ông hỏi ông thầy, con ngồi vậy 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 sao con vào không được sơ thiền. Thì ông thầy, ông sẽ chỉ mình lại từ đầu, vậy. Ông dùng thiền tỳ niệm của Anamanasati hay là ông dùng Kasina? Người ca Anamanasati dùng thế nào, Anamanasati dùng thế nào, thời gian thế nào, cái thế ngồi em thế nào. Thì lúc đó người ta thấy chỗ nào mà nó không hợp lý, người ta chỉnh sửa liền. Từ cái phòng ánh sáng, từ gối thiền, từ cái thân tướng mình ngồi, từ cái dụng công như thế nào, thì lúc đó người ta mới chỉ cho mình được. Còn chưa có ngồi bữa nào hết là sao vào được sơ thiền. Ông ngồi đi, ông vào không được, ông mới hỏi người ta. Ông chưa ngồi mà ông nó hỏi rồi. Có nhiều người á, giờ con muốn tu, thầy chỉ con coi tu bắt đầu làm sao. Không có chỉ. Ai nói thì nói, giận thôi chứ không chỉ. Ông phải coi kinh, coi sách, coi nát hết trơn đi. Lúc đó ông phải hỏi câu này. Ông chưa đọc miếng kinh, chưa nghe bài pháp, hỏi người ta muốn tu mà muốn hỏi người tu làm sao. Ông phải coi kinh, coi sách nhiều. Lúc đó ông hỏi thì quý thầy nói ông mới hiểu. Còn giờ ông chưa có coi kinh, coi sách, chưa biết gì chân, có nói cũng đâu có hiểu đâu mà tu. Rồi nói người ta làm hiểm sẻn pháp, nó không phải. Là chính ông muốn mà ông không có đi vào. Ông ở bên ngoài mà ông hỏi, rồi người ta nói ông có biết cái gì đâu mà. Không phải ta khi dễ, nhưng nói ông cũng đâu có hiểu gì đâu nói. Mà một bậc trí tệ nói tao không hiểu gì hết, nói làm chi. Lên lại Phật còn ngon hơn, tụng kinh ngon hơn. Ở ngồi đó nói khô cổ mà không hiểu gì chứ, thì nói làm chi. Nên năm chuyện cái này rất là cái quan trọng. Đây là cái pháp thực hành, đây là cái pháp học để về nghiên cứu. Và mình thực tập. Ở trên đời này quý vị thấy quan trọng này, quan trọng cái kia. Cho tới một ngày nào đó rồi á, mình không còn cái thời gian ở trên đời này nữa, thì lúc đó mới thấy tu là quan trọng nhất. Nói quý vị không tin, đến lúc đó đi, quý vị sẽ nhớ lại lời thầy nói mới tin. Thôi hết giờ nghỉ, lần sau chúng ta học tiếp. Rất là cảm ơn quý vị đã có chia sẻ thời giáo pháp cho tối nay. Cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã có phần quà yêu thương cũng như là đóng góp cho chương trình nhà tình thương cầu học bổng cho các em. Xin mời toàn thể quý vị chắp tay ta hồi hướng. Y đằng nô nha ti nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tu nha ta dù. Y đằng nô nha ti nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tu nha ta dù. Y đằng nô nha ti nặng hòn tu sư kỳ ta hòn tu nha ta dù.